Mạnh dữ dội do bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 9, tắc nhiều tuyến đường. Bão Haikui là cơn bão đầu tiên tấn công. Kẻ tiết lộ rằng Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước năm đang xuất hiện trên con đập Tam Hiệp. Vào ngày hôm kia khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt quá mức nước cảnh báo cao nhất. Nước mưa liên tục trút xuống. Nhà bị gió thổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ em kính chào anh ba. Dạ, chào tất cả dạ, cô chú anh em. Chị. Dạ. Kính mến, hôm nay cũng có nhân viên trở lại đây. Hữu duyên em. Dạ. À, được gặp anh ba thì cũng có đôi lời muốn hỏi anh ba về Phật pháp. Tại cái thời kỳ bây giờ mà sao em thấy bão nước ngoài bão gì thấy ghê quá anh ba. Bão bằng bay người luôn đó. Cái vấn đề đó đó ha. À, thì anh ba hiện nay thì anh có cái điểm báo gì để mà mình chia sẻ lên bà con mình cho bà con mình biết anh ba? À, dạ kính thưa bà con trăm họ, kính thưa các anh em huynh đệ gần xa trong nước và ngoài nước, hôm nay mấy em có hữu duyên đến anh mà hỏi gì, một là cái cơ duyên của con đường Phật pháp tôi tu hiền cúng đại. Điểm thứ hai sao mà cái điểm gì mà năm nay sao nó diễn biến năm thìn mà nó diễn biến cái dông lốc và bão tố, nó nhà cửa sập quá nhiều và bão nước này nước kia, thì mình xin thưa mình biết tới đâu thì mình nói tới đó. Thì nó chứng minh rõ ràng khi cái cuộc hồng trần bây giờ mình thấy rõ ràng ở bên Trung Quốc vừa qua, thì cái diễn biến bên Trung Quốc vừa qua đó thì bão tố ngập lụt rồi lũ lụt tùm lum hết trơn đó, thì cái chuyện nó đã thấy nó rõ ràng chứng minh rồi, cụ thể rồi bà con huynh đệ ơi, chứ không có cái gì điểm xa xôi nữa. Nó ở đất nước Việt Nam mình cũng vậy chứ không ngoại lệ. Bây giờ đó từ Hà Nội về Sơn La, tỉnh Sơn La nó ngập nó tràn hết trơn rồi, nó đồng bằng sông Cửu Long mình bây giờ nó nhà cửa nó hổng gài, nó cũng thiên tai rồi, nó sập nhà sập cửa, lông lốc xoáy rồi bão tố rồi ở trên nhà bàn tỉnh biên gì đó, Châu Đốc mình đó, thì dài vô đó thì cái vùng bảy núi mình nó cũng ngập nhà ngập cửa nhiều quá. Nó ruộng lúa đồ bà con cũng bỏ một số ruộng xuống lúa đó cũng đâu có cắt được, bỏ hết trơn. Thì cái chuyện cuộc hồng trần bây giờ thì bây giờ nó rốt ráo rồi, mình lo tu tỉnh, nhất là cái đường tu hành. Mình mới trao dồi đức hạnh cái đường tu hành mình cho nó viên mãn. Nó mình không ăn tương được rồi mình cũng trở thành một người hiền, nó độ đời
nó giúp được cái gì giúp, tha được cái gì thì tha, nó từ bi hỷ xả, biết thương yêu, nhìn nhường nhịn lẫn nhau, biết chia sẻ tình yêu thương, nó nhất là đoàn kết, chứ đừng có chia rẽ, đoàn kết yêu thương với nhau cho nó rộng rãi khắp nơi, trong nước và ngoài nước nó lan tỏa hết, tình thương nó đã tràn đầy hết. Đó là cái người tu. Mà cái người không tu cũng vậy, cái người không tu mình cũng có cái tình thương với nhau, vì đồng loại hít thở trong một bầu khí quyển, cũng trong một lòng trái đất này đây. Nó là mình muốn trình qua như vậy, là mình thấy cái biết cái thấy của mình tới đâu thì mình nói tới đó, mình lấy về cái tâm mình để nói chuyện. Nó là mình chia sẻ với cộng đồng, với anh em huynh đệ gần xa, nó trong nước và ngoài nước, cho nó được hiểu biết rộng rãi trên cái đường tu hành. Sau này đó, không phải ngày hôm nay không, từ đây mãi mãi tới ngày về sau, nó còn diễn biến, những cái cơ trời nó diễn biến dữ lắm, chứ không phải một ngày một bữa, một sớm một chiều như ngày hôm nay đâu. Nó cho nên cái chuyện Phật pháp thì nó nhiễm màu lắm bà con huynh đệ ơi, chứ không phải không có đâu. Có thánh, có thần, có trời, có đất, có Phật, thì có cái tâm linh quyền bí dữ lắm. Nó cái gì mình tin là linh, còn không tin là không linh. Đó là linh bắt linh tại ngã, tin cái gì nó cũng linh. Cái tâm linh này không có nằm ở ngoài, nó nằm ở trong cái bản thân kim thân của con người. Đó, nếu mình tin, mình cúng lại tu hiền làm phước, thì tới cái việc mà nó xảy ra, có thể ăn trên người ta chi thành người ta đi, người ta cũng tránh né. Đó là thấy chứng minh rõ ràng. Đó. Chứ ngày hôm nay thì mình thấy nó cũng gốc gáo lắm bà con huynh đệ ơi, Phật tử ơi. Đó. Nhất là cái đạo làm người, cái đạo tình thương. Mình lấy cái đạo làm người là mình tu với mình, chứ mình không có tu với Phật trời, trời đất được. Giữa mình với mình tu với nhau. Đó, mình chia sẻ tình yêu thương. Cũng như Thích Minh Tuệ vừa qua đó. Đó, thì chia sẻ cái tình yêu thương từ Nam tới Bắc cho nó rộng rãi, loan tỏa khắp nơi. Đó, lấy từ miếng vải mà khâu giá lại cho nó đoàn kết hết. Thì mình sống với cuộc hồng trần này mình phải đoàn kết. Đó, đoàn kết mới sống được. Đó, đừng có chia rẽ. Nhất là cái tình thương. Không có cái đạo nào mà không có tình thương là không phải đạo. Cái đạo là phải lấy cái tình thương làm gốc. Đó, biết thương yêu, chia sẻ tình yêu thương, thương yêu lẫn nhau, dìu dắt trên con đường đạo đức như con một cha. Đó là đúng. Nó rồi mấy em muốn hỏi cái gì thì em hỏi tiếp, thì anh ba biết cái gì anh ba chia sẻ với mấy em cái nấy, còn anh không biết thì thôi. Đó, em hỏi gì thì em hỏi, thì anh chia sẻ thêm với mấy em cái phần tiếp theo cho bà con kéo dài thời gian. Dạ, kính thưa anh ba, cho em hỏi, thầy cũng nói là mới bạo lục chỗ này chưa dứt, mà tới kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh gặp cảnh đầm đìa thiên tai, vậy cái cuộc diễn biến này nó sắp xảy ra như thế nào anh ba diễn giải cho cô bác mình xem ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì em hỏi như cái lời anh vừa nói qua, nhưng mà bây giờ em đã hỏi trích lại những cái câu nói mới tiếp theo. Thì bây giờ đó, thì thầy tổ mình cũng có tiên tri, bên Sấm Chặn Trình cũng có tiên tri, bên ông Ba Thới cũng có tiên tri. Thì cái chuyện tiên tri đó là cái người trên trước rồi, một vị Phật rồi, nói cái gì nó có cái nấy. Nhưng mà nó đến sớm chứ muộn em ơi, chứ không phải nó đến liền. Nó bây giờ nó đến từ từ, cũng như dịch bệnh lướt qua, nhiều cái bệnh dịch ở Thái Lan cũng vậy. Nó bây giờ bệnh thạch hầu nó qua thì tới cái bệnh khác. Nó rồi bệnh này tới hết cái bệnh này tới bệnh khác hoài, thì nó diễn biến hoài. Từ đây sắp tới nó còn khổ dài dài nữa, chứ không phải một ngày một bữa đâu. Nó bây giờ nó gắng, bây giờ gắng tạo cái phước đức. Đó, để lo tu hiền cúng lại, ăn thương làm phước. Mình không ăn thương, mình cũng có cái tình thương để cúng lại tu hiền. Đó, nó gắn bó với nhau nhiều hơn. Đó, cái cuộc hồng trần này đó, ngày nay thấy đó, ngày mai nó mất rồi. Thấy vậy đó, nhưng mà lát nữa nó mất cũng không chừng. Cái việc cơ trời mà đâu có biết được. Nếu ai biết được thì đáng ghi con trời, đâu phải dễ biết đâu. Mà cái chuyện gì mấy vị nói vừa qua đó, thì nó có hết trơn rồi. Còn từ đây trở về sau, nó diễn biến thêm nữa em ơi. Nó diễn biến nhiều chỗ, nhiều nơi lắm. Cho nên cái chuyện diễn biến này mình không có biết trước được mà mình ngờ. Nó cũng như cái trận dịch vừa qua cũng vậy. Nó diễn biến bất tử bất ngờ rồi đó. Nó ùng lên một cái rồi đâu có biết đường mà tránh. Nó cái chuyện trời đất mà trời kêu ai nấy dạ rồi, không có tránh né được. Nó chỉ có người tu hiền cúng lại làm phước. Nó thì ăn trên, ăn trên nó mới sôi xét, mấy cứu độ về cái người đó, cái người mà tu hiền cũng lại đó, vớt được cái phần nào thì được. Đó, ngày hôm nay anh cũng chia sẻ về cái đường tu hành cũng lại. Còn cái bão tố phong ba thì
từ đây tới thì nó còn dài dài hoài chứ nó không phải một lần một thôi đâu. Nó hết nước này tới nước khác, nó nhiều nước lắm chứ không phải một nước. Mà nước Việt Nam mình cũng không ngoại lệ. Cũng như Sài Gòn, Gia Định, ai ngờ nó nước đâu mà chạy lỡ bờ lướt cây. Nước Nam chứ không phải nước Tây. Nó thì từ Bắc sang Nam, từ Nam sang Bắc, từ nước này tới nước kia nó loan tỏa hết. Chỗ nào nước chảy đâu đâu cũng đến. Cho nên mình dán giữ cái phẩm hạnh, cái đức hạnh của mình cao cả nhất là cái tình thương. Đó, mình biết chia sẻ cái tình yêu thương. Lá lành thì đùm lá rách. Từ cái chỗ đó, đó mình mới chia sẻ cái phần đó, là gọi là tình người. Mình tu là cái tình đạo đức đó, mình tu với mình là cái phần đó. Cho nên mình có cái tình thương rộng rãi rồi thì từ từ đó Phật chuyển cho mình cái tâm mình được dịu bớt. Nhất là cái đức nhẫn. Nhẫn nhẫn bá nhẫn mới là ngày sau có Phật Di Đà đổ cho. Mình nhẫn được, mình từ bi hỷ xả được đó, buông bỏ được, vị tha được, ăn trên mới độ mình. Cái mỗi chút mỗi hờn, mỗi chút mỗi phiền thì đâu có được. Đó, cái người tu là như vậy. Mình vui vẻ lạc quan, sống ngày nào thì biết ngày nấy. Sống ngày nay đừng đợi tới ngày mai. Ngày nay mình biết chuyện phước thiện, chuyện nghĩa, chuyện lành thì mình làm theo chuyện ngày nay. Còn ngày mai mình đừng có nói tới, ngày mai tính ngày mai. Chứ chuyện cơ trời biết ở đâu mà đón trước được, đón sau được. Đó, rồi em muốn hỏi cái gì thì... Dạ, kính thưa anh ba, cho em hỏi một điều nữa là thầy nói là thảm với khổ ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết gì đó. Cái đó nó diễn biến như thế nào mà khổ thảm mà thấy bay hồn khiếp vía gì anh ba? Thì bây giờ cái trận bão số 2 vừa qua đó thì mình thấy nước ngoài bên Trung Quốc đó thì mình thấy trong mình thấy thì mình hồn vía, hồn mây phát tán rồi còn gì nữa. Nó cái cảnh đó đó, xe nó trôi xuống biển hết trơn, rồi con người lật tới lật lui hết trơn đó, đồ đạc nó trôi, ghế bọng nó tràn lan trên ở một hai tỉnh, mấy tỉnh như vậy đó. Đó, nếu cái nước Việt Nam mình mà nếu có tu hiền cũng lại thì làm như Đức Phật chi thần che chở bớt cái thiên tai nạn ách đó, là mình thấy rõ ràng. Chứ các nước đều có hết, nhưng mà nước mình nó cũng có chứ không ngoại lệ, nhưng mà nó nhẹ, nó nhẹ cũng như người ta mừ mà mình có một thôi. Đó là cái nước mình có tu rõ ràng đó. Trên cái mảnh đất ở đất nước Việt Nam mình có vị cái Bồ Tát nhiều lắm em ơi. Bây giờ hướng thiện tu hiền chiếm hết là hơn phân nửa rồi, 70-80% rồi. Thấy vậy đó chứ, người ai cũng có cái lòng hướng thiện, biết thương yêu hết trơn á. Đó, nhưng mà cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày thì phải làm, phải lo, phải sống, chứ không có buông trôi được. Nó vậy nó mới giữ được cái đất nước bình an, nhà nhà là thái bình thạnh trị. Đó, như vậy đó mới được. Chứ đâu phải là nói tu mà bỏ hết, buông bỏ hết rồi con cháu đời sau mới nói gót theo nữa. Bước đó, bước cái gót của ông cha đó mới làm một cái phận sự, mà ra một cái đại lễ đó. Sau này muốn lập một cái đại hội nữa em ơi đó. Còn 12 vị nữa, 12 vị xuống trần này làm một cái đại hội lớn nữa chứ không phải chơi, 12 cái ghế nữa đó. Sau này nó cứu độ nữa, rồi từ từ hoài diễn biến hoài, cái đất nước này nó còn trường tồn hoài, cái nó không có mất. Con người mình mất cho đất nước không có mất. Đó. Mình nói đi rồi tâm linh mình nói đi rồi mình mất đi, rồi tới thế hệ sau đứng lên nữa. Chứ đất nước mình nó vẫn trường tồn hoài, mãi mãi hoài. Cho nên dán xây dựng đất nước phùng thịnh. Đó. Con cháu đời sau mới nói gót theo ông cha mình để mà phụng hành theo cái cúng lại tu hiền để làm đạo, trên nước đường đạo cho nó trọn vẹn. Đó là cái thấy cái biết của anh. Đó, rồi em muốn hỏi gì thì anh chia sẻ thêm nha em. Thì trong sấm giảng thầy cũng nói là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, mà vợ thì chồng chẳng còn được còn tại gia vậy đó anh ba. Cái câu đó nghe nó cũng ghê sợ quá, nhờ anh ba diễn giải. Cái đó thì ông nói cái đời gốt gáo tới cái đại cuộc đại hội năm qua. Còn bây giờ mình nói theo bây giờ đó, tai nghe mắt thấy gờ được, đụng được thấy được, mình nói theo có chuyện thấy. Chứ còn cái đó là cái cơ trời đó, là kinh giảng nói á, nhiều khi một lát nữa nó tới cũng không chừng, hoặc là 1000 năm sau nó chưa tới cũng không chừng. Cái đó không có, cái cơ trời không ai biết trước được em ơi, không ai biết đâu. Nhưng mà cái kinh giảng nói là phải có, nhưng mà tới chừng đó mới hay. Chứ bây giờ mình chia sẻ gì cái tình yêu thương cho nó được tu hiền cúng lại là điều quý em ơi. Chứ còn kinh giảng thì nói là không có xê chịch được, Phật nói mà đâu có chịch. Thầy tổ mình nói cái gì có cái nấy, chứ không có chịch được.
Còn mình á, mình gắng tu, gắng làm hiền, ăn chay, làm phước cúng đại. Đó, đặng mình dạy con cháu đời sau mãi mãi hoài cho nó biết ông biết bà, biết cô, biết bác, biết anh em, biết có cái tình thương. Đó là điều quý. Đó, còn cái gì nữa thì em hỏi thêm anh nói nữa. Dạ anh ba thì cũng nghe thấm giảng của thầy nói là núi nổ khắp xa xa gần đều cháy mà nước tràn bờ khôn dại cũng tiêu á, cái đó là ở bên cái cuốn của cậu Hai Thanh Sĩ phải không anh ba? Dạ. Nghe cũng ghê hồn quá. Thì bên thầy mình á thì cũng nói vậy, cậu Hai Thanh Sĩ cũng vậy, bên Tứ Thánh cũng nói vậy, mà bên Sấm Trạng Trình thì cũng nói trùng trùng vậy. Rút ra các lực các kinh hồi như là có một bổn một nói y gan, nhưng mà cái cơ, nói về cái cơ, nói về Tứ Thánh cũng vậy, nói về cái cơ, nhưng mà cái thời đó tới đó, tới chừng đó đó tối trời tối đất hết trơn rồi, không còn cái gì nữa. Tới chừng đó là tới cái chừng cái vụ tận diệt rồi, nhưng mà mình không có nói tận diệt, bởi vì mình người phàm, mình không có nói cái đó được. Cái đó là cái tâm linh, cái quyền di của cái trời đất biến chuyển. Bây giờ mình chia sẻ là mình chia sẻ những cái hiện thực và cái thực tế để cho bà con gắng làm lụng đặng nuôi con nuôi cháu sau này cũng lại tu hiền, bạn giữ lại củ quyền chăm họ. Chứ bây giờ anh mà tiết lộ ra bên cái tâm linh thì nó dài dặn lắm, nó sâu xa rồi, nó quyền bí lắm chứ không phải nó ít đâu. Bởi vì cũ trùng cũ nè, cũ trùng cũ đó. Như bây giờ mình xét lại cuộc đời mình đó, cũ là chính, chính ngàn, chính vạn, chính muôn đó. Rồi mình kể như con số chính này, kể lên hoài không ai cộng được con số được, con số trời làm sao cộng được. Nhưng mà cuối cùng lại cái người biết đạo cộng lại có con số 1 là con số 0. Tiền cũng không, vợ cũng không, nhà cửa cũng không, đất ruộng cũng không, cái gì cũng không, cuối cùng cũng rửa tay không. Đó, cho nên những cái trận bão vừa qua là mấy năm nay nhiều cái trận bão, người ta cũng bỏ trắng tay không. Đó, rồi cái người già chết đi cũng nằm xuống lòng đất cũng nắm hai bàn tay không. Cho nên cái chữ không này á, sau này là thầy tổ, các thầy, các sư nói lại thì gốt gáo lại, gáo rút cho các lực, các kinh thì lấy con số 0 làm cái chuẩn. Chứ không có con số gì nữa hết trơn, chỉ con số 0 à. Mình sống mấy chục năm, cuộc đời mình ngắn ngủi mấy chục năm. Cuộc đời mình thì cũng như là hạt cát, cát bụi thôi. Quán trọ ở gian đường thôi. Không có quê nào, quê hương nào mà quê hương của nhà mà nó trơn á. Bốn bể là nhà. Đó. Bốn bể là nhà, cũng như là quê hương nào cũng là một cảnh. Thế gian là cảnh, âm phủ là quê, sống ở thác về là lẽ cố nhiên. Đó, cái đó là mình sống đây, mình biết cái thương yêu với nhau, rồi mình biết thương, biết chia sẻ những cái tình yêu thương là chia cơm sẻ áo. Đó là cái tình đồng đạo và tình người. Mà không phải đạo cũng vậy, cũng có cái tình người. Đó. Tình thương với nhau là tình thương nhân ái, chia sẻ rộng rãi khắp nơi. Đó là người biết đạo. Mà người không biết đạo cũng lấy cái tình thương. Nếu mình sống không có người làm sao mình sống? Có người mình sống mới được. Có anh rồi có em, có cô bác gần xa đó, rồi mình mới chia sẻ với nhau. Kẻ làm cái này, người làm cái kia, mới hợp lại mới sống được đó. Mình sống ngày nào thì mình biết cái phụng sự mình ngày nấy đó. Còn cái chuẩn của mình là do cái tâm. Cái tâm mình lúc nào mình cũng từ bi hỷ xả, vui vẻ lạc quan. Đừng có để cái gì buồn phiền, phiền não trong tâm đó. Cái gì mình cũng dĩ tha. Đó là cái người tu hiền. Không có gì để buồn, không có cái gì để vui đó. Bởi vì lát nữa cái gì cũng không, cuối cùng mà cũng ngửa tay không đó. Thì em hỏi cái gì thêm thì anh nói về cái cuộc đời của con người đó là như thế vậy. Dạ kính thưa anh ba, thầy cũng nói là trên năm non mà rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý, thì mai thay là anh em mình cũng là được cái hữu duyên mà có mặt ở tại cái miền Nam nước Việt của mình như thế này, thì cũng có nhân duyên ai cũng giác ngộ tu hành. Rồi miền bảy núi mà sao báo quý thì thấy hiện nay là cây đá không à, không có thấy là báo quý. Thì anh ba chia sẻ à, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật.
mấy em nó hỏi bên cái cơ duyên này thì anh nói bên cơ duyên này nó hơi lộ hơi một chút. Đức Phật và thầy tổ mình nói nó sâu xa, nó quyền bí lắm. Cái chẩn đoán của con người mình nó không có chính xác. Mình nói theo cái ý của mình nói là mình nói đúng, nhưng mà nó không phải vậy. Cái báo quý này á, không phải riêng vùng bảy núi mình, cả cái đất nước Việt Nam mình đều quý. Quý là người bây giờ đã thấy rõ ràng đó, cái người tu đó, nó chiếm hết 70-80% rồi. Cái ngọc này á, ngọc chùi lao, ngọc mới gạn ngời, kim mài dũa, kim kia mới bén, là do con ngọc con người biết thương yêu là ngọc ngà đó, biết chia sẻ tình yêu thương đó là ngọc đó. Chứ ông nói cái cơ dùng bảy núi không phải bảy núi mình không. Bây giờ bảy núi mình là chỉ đá thôi chứ không có cái gì để ngọc ngà hết trơn á. Nó sau này cũng không còn cái gì hết trơn á. Còn lại con người, nó sau này quý là quý vợ tổ cái tình thương với nhau, sau này đoàn kết hết, thống nhất hết, ai cũng biết tu nguyền cũng lại chia sẻ hết. Nó có cái gì chia sẻ cái nấy. Sống cùng lo với nhau, cùng tu, cùng tiến, cùng đắc, cùng thành. Tự mình tu, tự mình đắc, tự mình thành. Đó. Chứ Phật trời không có cho mình được, mình làm cái việc cái thế gian mà đắc rồi, nó được việc rồi, thì Đức Phật cái Di Đà cho ở trên chấm mình liền. Đó. Thầy tổ cũng không có bỏ mình, lúc nào thầy tổ cũng theo sát bên mình hết trơn, lúc nào Đức Phật A Di Đà cũng theo sát bên mình hết trơn. Mà mình không có thấy nói gì tâm linh du di, anh muốn tiết lộ về cái phần này. Ai cũng có, ai cũng được. Nhưng mà cái được hay không là do mình chọn lấy. Chứ người nào cũng có cái tâm linh, mà người nào cũng có du di. Chỗ nào cũng linh, chứ không phải ở núi mới linh. Ở tại chỗ cái nơi mình ngồi vẫn linh như thường. Nếu mình tin trời Phật, đó, trời đất thánh thần và trời Phật, mình cúng lại, mình trì hành hàng ngày, mình làm y như tôn chỉ hành đạo, thì nó linh tất cả. Chỗ nào cũng linh. Còn mình không tin thì mình thấy nó bình thường, không có gì hết. Thì cuộc đời mình trôi qua ngày hoài, ngày lớn, ngày già, ngày ương yếu rồi cũng bỏ xác như thường. Không ai cứu mình được, chính mình cứu mình. Đó. Cái chìa cũng ổng cũng do mình, cái ổ phá cũng cho mình rồi, là kinh giảng của thầy tổ đó. Đó. Mình đi không thì do mình bước, tự đi tự bước, ai đi cho mình, tự mình mở ra thì do cái tâm mình mở, mình sáng do cái tâm mình. Đó. Ai cũng có cái tâm hết trơn á. Bởi anh mới nói chia sẻ qua ngọc chùi lao, ngọc mới gạn ngời đó, kim mài dũa, kim kia mới bén. Cái kim này là kim thân của cái con người đó. Nếu mình dũa, mình mài, mình biết dọn dẹp, mình biết hướng thiện, thì tự anh tâm mình sáng, tự anh cái biết rộng rãi nó khắp nơi, rồi cái tình thương nó cũng tràn đầy hạnh phúc, ai cũng mến cũng thương, tự anh người ta thương. Đó. Tự anh ta nhìn mình là có cái thiện cảm liền à. Ta không phản kháng, mình nói cái gì nó cũng có cái tình yêu thương, mà nói cái gì nó cũng có cái đạo đức trong đó. Đừng có lấy cái lời nào mà nó không hay, không đẹp, không tốt, mình thốt ra lời nói rồi rút lại không có được đâu mấy em ơi. Nhất là mình lớn mình nói cho gì cho nó chính xác cái nấy, nó chuẩn mực cái nấy. Có thì nó có, còn không thì thôi. Chứ không có nói cái chuyện có nó không, không nó có. Cho nên cái này mình muốn nhắc nhở với anh em huynh đệ đồng đạo gần xa trong nước và ngoài nước. Đó. Khi thốt ra đoan chánh hiền từ đức hạnh, đó là do cái tâm mình, đó là linh không linh là do cái chỗ đó đó. Mình nói cái điều gì nó cũng có cái quyền diệu trong đó. Cái Phật pháp lúc nào cũng vô biên vô lượng, nó độ mình hết trơn á. Chư thần lúc nào cũng hộ giá long thể trơn á, tại mình không thấy thôi. Chứ nhiều khi mình nằm mộng mình thấy chuyện này chuyện nọ, đó là cái tâm linh đó, ai cũng được hết trơn á, ai cũng thấy trơn á. Nhưng mà tại vì cái tâm mình nó còn nóng nảy sân si quá, nó nhất là người đạo tôn giáo hòa hảo cũng vậy. Mình giữ hai cái tiếng hòa với hảo là điều đó quý. Đó, cái gì mình cũng thuận hòa, từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Ngọc không bằng cái thuận hòa đâu, cái ngọc gì cũng không bằng hết trơn, lát mình cũng bỏ hết trơn á. Kim cương ngọc sòn gì cũng không có xài được hết á. Xài bằng cái thực tế. Đó, ăn thật, nói thật, làm bằng sự thật. Đó, điều đó quý nhất, người ta quý bằng cái đó. Chứ không có cái gì quý bằng hết. Quý nhất là cái tình thương, bằng cái sự thật. Đi đâu người ta cũng trân quý, cho nghèo, mặc dầu nghèo đi làm lụng hàng ngày đó, tìm kế mưu sinh hàng ngày, nhưng mà ta quý mình được cái chỗ tấm lòng tốt, cái người đó đàng hoàng, nói chuyện chuẩn mực, ta quý chỗ đó. Chứ không phải quý tiền quý bạc đâu. Tiền bạc một lát ở túi mấy em, mà một lát nữa ở túi người khác rồi, rồi lát nó chạy chỗ khác rồi. Đồng tiền nó chạy lẹ lắm, rồi lát nó mất hết cũng không chừng. Đó, những cái trận bão vừa qua ở bão số 5 anh có kể qua cái đoạn đó. Chú Hai đó, chú làm một cái cơn bão đó,
anh muốn nhắc lại cái phần đó cho cộng đồng mạng với anh em biết, bởi vì vừa qua mấy cái cơn bão số 5 vừa qua mấy năm trước đó, anh muốn khơi gợi lại cái cơn bão đó cho bà con tín đồ Phật tử đều biết. Chú Hai đó, ba người con, mỗi một người con một chiếc tàu, thì ba chiếc tàu đánh cá, ba chiếc tàu đánh tôm là 6 chiếc tàu đó. Nhưng mà bà mà giữ ở chân 6 chiếc tàu đã đi ngoài biển đó, thì tính ra trong này ba cái vuông tôm tính dồn lại là mấy trăm tỷ. Đang ngồi bấm tivi, vợ chồng bấm coi tivi, thì nghe ập tới bão tới rồi thì vô đâu có kịp. Thì con nó điện về, ba ơi chiếc tàu của anh Hai chìm rồi. Thì chìm là 12 người đã chết hết rồi, 12 vị đệ tử đã chết hết trơn, đi theo tàu đó chết hết trơn rồi. Con thứ hai chết rồi, một hơi nữa cái có tiếng điện về nữa là con thứ ba. Rồi thằng thứ tư cũng chìm theo luôn, thì ba chiếc tàu để đều mấy chục người đã chết hết, ba người con chết hết. Rồi nó tới ập tới nhà thì vuông tôm vậy đi hết trơn, rồi nhà cửa tiêu tan hết trơn, máy lạnh rồi tivi truyền hình rồi ghế salon gì nó trôi lởn ngởn hết trơn đó. Cuối cùng qua cơn bão gì về xong hết trơn cơn bão rồi, thì đoàn cứu trợ ở đất An Giang mình xuống cầm một cái phong bì 100.000 mà đưa cho cứu trợ đó, xuống nước mắt. Mấy trăm tỷ mới nắm vừa qua mà cầm một cái phong bì 100.000 xuống nước mắt, hai vợ chồng tu luôn. Con chết ba đứa rồi, hết trơn rồi, của cải tài sản tiêu hết trơn đó. Giàu sang như nước trên nguồn mà gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, mà cái chưa đến một giờ có mười mấy hai chục phút là tiêu tan sự nghiệp hết trơn rồi. Thì cái chuyện cuộc hồng trần anh mới kể qua trích đoạn lại cái phần mấy năm vừa qua về cái cơn bão số 5 đó. Nó thì nó y vậy đó. Còn kể từ bây giờ trở về sau, các anh em Phật tử gần xa trong nước ngoài nước, nếu làm được có ăn có để thì gắng thì hành cúng lại rồi chia sẻ tình yêu thương, lá lành đùm lá rách, gắng giúp đỡ cho những người khó khăn. Nó mình trích ra một phần nào mình giúp đỡ, đó là để phước đức về sau, con cháu cái hậu sau nữa. Đó là điều quý, chứ một lát nữa để mình bỏ đi nó uổng lắm. Nó không phải mình cho hết, mình cho là mình giúp đỡ là một phần nào thôi. Đó mình cũng còn con, còn cháu, còn gia đình, còn thân nhân. Cho nên gắng mà chia sẻ cái phần đó là mình muốn nói cái phần tình yêu thương. Đó. Cho nó rộng rãi khắp nơi. Đó cho bà con chăm họ được nhờ cái phần đó để sau này mình được hưởng cái phước nữa. Đó. Mặc dầu cái gì nhưng mà cái tâm linh quyền bí nó có vậy, cho mình làm đó mình cho đi là của đó của mình, còn để đó cho không có mất đâu. Mình cho những gì đi là không có mất, nó còn y nguyên đó. Làm ác nó cũng còn đó, mà làm thiện nó cũng còn đó. Cho nên cái lực nhân quả thiệt là cao diễn suốt cổ kim chất lọt một ai đó. Thì mình làm những cái chuyện gì nhân quả nó tới liền, nó còn nằm đó, lát nữa nó tới với mình liền. Còn cái chuyện thiện nó cũng vậy, mà cái chuyện làm phước nó cũng đến với mình liền. Làm phước thì được phước, làm ác là phải lãnh cái ác. Chứ không có cái gì lạ hết trơn, đó là lời Đức Phật nói ngày xưa tới bây giờ, mấy ngàn năm nay chứ không phải mới đây. Mình trích lại, mình nói lại, đây là cũng như mình nhắc nhở đó cho anh em huynh đệ gần xa trong nước và ngoài nước, các đồng đạo tôn giáo nào cũng vậy, các tôn giáo đều gắn bó với nhau, tình thương đồng loại với nhau, đó là điều quý nhất, chứ không chia rẽ. Tôn giáo nào cũng tôn giáo Phật, ai cũng tu chí hướng về Phật đó, cội nguồn mình ngó về thẳng về cái đức, bước đường là suối nguồn từ bi. Nó nếu mình nắm về cái gốc bồ đề thì ai tu gì cũng muốn, mình muốn trở lại một vị bồ tát, một vị la hán, hay là một làm văn phật quách trở lại còn cứu vớt chúng sanh hồng trần nữa. Đó là mình muốn nhắc nhở cái phần này cho nó rõ ràng và tận tường hơn. Tu hành nào lựng bạn trai thì trong kinh có nói đó, cái người tu á đâu phải cái người ăn chay hay lấy với người ăn mặn, nó lấy chỉ cái tâm thôi, cái tâm biết thương yêu, biết chia sẻ, đó là gọi là tu, chứ không phải ăn tương. Còn người nào có cái duyên lành mà ăn tương được là tránh cộng nghiệp sát sanh, điều đó quý đó. Còn cái người ăn mặn mà cái tâm không có mặn, cái tâm chay, cái tâm hướng thiện từ bi, lúc nào người ta cũng chia sẻ, ta thương người, gặp gì ta giúp cái nấy, có thể ta hy sinh cả đời người ta cũng vẫn hy sinh như thường, chứ không phải cái người ăn mặn mà không làm được, vẫn làm được như thường. Là trên cái bước đường anh trôi chảy vừa thời gian vừa qua đó nhiều lắm rồi, anh đi bôn ba xuôi ngược khắp nơi, từ miền Tây cho đến miền Đông anh cũng đi giáp hết trơn rồi, thì anh đi trải nghiệm theo cuộc sống, anh thấy hết đó, anh thấy hết những mọi việc gì ở trên này anh thấy hết, thì cái biết của anh tới đâu anh nói tới đó. Còn cái dạng mà gian ác á,
biết sao ác, biết sao không. Đức Phật, Đức Thầy nói vậy, thắc tỉnh người đời cho mình quay đầu là bờ, quay đầu là biết thương, thương yêu, tu hành cũng lại, điều đó quý lắm. Chứ con người gian ác á, sau này mới biết được, chứ bây giờ mình đâu có biết người nào ác, người nào không. Làm sao biết người phàm với người phàm, mình thì mình lấy cái tình yêu thương là quý nhất. Chứ còn mình không có phân biệt cái đó được. Phật mới phân biệt cái đó, còn mình không có phân biệt. Mình thấy giữa tình người với nhau là mình đối xử cho nó nhu hòa cho cuộc sống, nó tử tế và nó tròn vẹn và có cái tình yêu thương hơn là nó đúng hết. Chứ bây giờ mình không có nói người nào ác hết trơn á. Người nào mình cũng coi người thân của mình hết trơn á, rồi đâu có ai ác. Đó. Gặp ai mình cũng coi người trong nhà mình, người thân hết trơn á. Gặp cô bác á, lớn tuổi mình cũng kính trọng, mình cũng quý, trân quý như cha như mẹ mình vậy. Gặp anh em lớn tuổi hơn mình coi như anh ruột mình, chị ruột mình vậy. Gặp em đứa nhỏ hơn mình coi như em út trong nhà, coi như thành viên trong nhà, thì mình đâu nghĩ rằng người đó ác. Nếu mình có cái tâm đó thì người đó nó chuyển cho cái tâm đó cũng thương mình lại à. Thương người như thể thương thân, mình thương người đó là cũng như mình thương thân mình vậy đó. Tự ra người ta quý thì mến mình à. Mình không có cái lòng gì thanh hận, buồn vui, ghen ghét đó. Cho nên mình không có coi người nào ác hết trơn, người nào cũng là Bồ Tát hết trơn, Bồ Tát cái thế gian. Nhiều khi tới cái duyên rồi cái tới phóng vô liền à. Đó, có thiện duyên thì sớm lại cửa thiền. Hồi đó cũng như anh đi, anh nói chuyện hình cũng như anh đi, anh cũng đâu có biết tu hiền. Rồi từ ngày anh lớn khôn lên rồi anh thấy những bậc bô lão vừa qua đó có tu hiền cũng lại, tới cái lễ 18 tháng 5 cũng làm lễ, cũng dâng cộ đồ, cũng làm long trọng đó. Thì anh qua anh cũng dòm dòm đó. Cái dòm đó là cái học hỏi, rồi từ từ mình thấy cô bác làm sao thì mình noi gương theo cái gốc của là các bô lão đó, thì mình bây giờ mình mới biết được cái đường tu hành như thế nào. Chứ hồi trước anh cũng lý đắc lắm, nó anh đâu có biết. Rồi bây giờ mới biết được, anh mới kính phục những người như vậy. Rồi mình biết rồi mình mới dạy lại con cháu sau này, anh em huynh đệ sau này nữa, mình góp ý với nhau nó. Mình dạy con cháu chứ mình không có dạy anh em được, nhưng mà cái này là mình góp ý, còn con cháu mình mới gọi là dạy. Còn cái này mình nói chia sẻ để tình yêu thương là mình góp ý với huynh đệ anh em đó, cô bác gần xa trong nước và ngoài nước được cái tình thương đó. Không có tình nào bằng cái tình thương. Cái đạo là cái tình thương là cái gốc đó. Đó. Còn cái không có tình thương là không phải là đạo đó. Cho nên cái này anh muốn chia sẻ nó rõ ràng này, nó tận tường cho anh em huynh đệ và Phật tử gần xa được hiểu rõ cái phần này. Phan nói đi, em cứ hỏi, em hỏi vài điều đó anh nói tiếp. Dạ thưa anh ba, có một vị khán giả hỏi là gia đình của em đi làm công ty, như vậy là 7 giờ có mặt trong công ty, sáng 5 giờ là vẫn bị thức dậy để sửa soạn ăn uống để đi làm, 9 giờ có khi tăng ca tới 9 giờ mới về, như vậy là làm sao tôi được, anh ba chỉ giùm. Cái tu này á, đi đứng nằm ngồi, nơi nào mình tu cũng được hết trơn á. Cái thiền nơi nào mình cũng thiền được hết trơn á. Chứ không phải ngồi ở nhà mới thiền hay ngồi ở chùa mới thiền. Nếu cái tâm mình thiền được rồi thì nơi nào mình cũng thiền được đó. Không phải cầm chuỗi bồ đề lần mới thiền. Nếu mình thiền được thì mình bước một bước đường của mình, hoặc là một cái ánh mắt của mình gọi là thiền rồi đó. Mình ánh mắt mình nhìn bằng cái tình thương, bằng cái tình thương bác ái rộng rãi khắp nơi. Đó là ánh mắt của mình. Ai mình cũng coi người thân mình, cái đó là cái thiền, đó là cái đường tu đó. Chứ đâu phải mà mình tu mình lại chỗ đó mình mới tu, hay lại chỗ kia mình tu mới được ha, chùa mình tu mới được. Cái tu này đó vô hình thể, vô ngã. Vậy chứ Đức Phật ngày xưa đó tu chùa tu chuyện gì, ngồi gốc cây tu cũng được vậy đó. Đức Phật ngày Thích Ca ngày xưa cũng ngồi ở gốc cây cũng vẫn tu được, đi lại thôn xóm cứu độ được, ngồi ở đâu cũng độ cũng được, chỗ nào thiền cũng được. Nó chứ không phải vô công ty tu mới được ha, ở nhà tu mới được ha, lại công ty mình mằng mình không tu được, vẫn tu được. Nếu cái tâm mình về đó thì đi thẳng về đó. Cũng như bây giờ cái người tu người ta hướng về cái cảnh Niết Bàn, thì cái ngày viên mãn rồi thì ta về Niết Bàn thì không đâu xa chứ. Niết Bàn nó đâu có xa. Niết Bàn là tại chỗ cái nơi mình ngồi, nó gọi là Niết Bàn chứ không phải Niết Bàn ở cõi trời. Cái cõi trời để bên trên ta sắp xếp, còn ở dưới này tự mình Niết Bàn. Nó khi mình đắc quả rồi đó, thiếu gì người đắc quả, chứ không phải một hai người. Có người chết biết giờ chết, biết ngày chết đó, biết trước hết trơn, tắm rửa gội đàng hoàng hết trơn rồi, nói với con cháu à, ngày đó đi đi đó, thiếu gì, chứ không phải không có. Niết Bàn đó là người đó chắc ăn 100% là ở trên ta chấm rồi đó. Nhưng mà cái cung cõi nào á ở trên ta sắp, mình không có, mình dưới này mình chỉ chẩn đoán thôi, cho ở trên ta sắp cho cái cung nào, cái cõi nào, về cái hành tinh nào. Rồi tới ngày đại hội Long Hoa khai mở,
ta mới trả hồn trả xác lại xuống có mặt hết. Những cái bực tiền bối tu ngày xưa mình thấy chôn đó không phải là chết đâu, cái xác bỏ, nhưng mà cái linh hồn hoặc là sau này mấy ổng mấy vị đó mới quần hồn lại trả nguyên hình thể lại bằng cái thể xác khác, nhưng mà mình thấy cụ thể. Còn cái thể xác hồi nãy đã chôn rồi. Trên đời này cái lực nhân quả, cái cõi đời này không ai mà lấy xác được, ai cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tùy theo lấy cái bỏ mà bỏ luôn hay là bỏ còn đó, chỗ đó là quan trọng, cái chỗ bỏ còn và bỏ luôn đó. Bỏ đó thấy chôn đó nhưng mà còn. Mà vì cái tâm linh thì mình không bao giờ mình thấy được. Nhưng mà ở trên ta rước rồi đó. Ta chứng quả rồi, ta rước rồi, ta để một cung một cõi nào rồi. Tới cái ngày đó nó mới biết được, mới định được, định ngôi phân thứ đó. Từ nào rồi cái ghế nào, nó có cấp, từ cấp bậc hết trơn, cũng như Đức Phật ngày xưa cũng vậy. A Nan Ca Diếp cấp khác, Đức Phật Thích Ca cấp khác. Nó từ cấp, từ ngôi, từ vị, từ phân thứ hết trơn à. Nó cho mình được cái ngôi vị hết. Bây giờ mình cũng vậy, mình gán tu đi rồi mình cũng có ngôi có vị đó. Bây giờ tu với trần gian, sen thì sen nằm ở chính thẩm, còn bây giờ ở dưới trần gian thì mình nhờ cái huệ tâm, mình mọc được cái huệ trước đi mới có tòi sen sau. Cái huệ đó là mới được tòi sen, còn không có huệ là không có tòi sen. Có cái huệ tâm rồi đó, biết thương yêu đó, biết huệ tâm rồi đó, nó tròn vẹn rồi thì tòi sen mình có sẵn, tự ra nó nở ra đó. Tự anh mình khỏi cái gì hết trơn, cái Đức Phật cũng cho mình lên đó nữa. Bị cái ghế của mình cũng như cái tòa sen rồi, cái ghế mình lên đó là lên đó, không ai giành được. Cũng như cái đức của mình được bao nhiêu là mình hưởng bao nhiêu, không ai chia được cái đức của mình hết. Cho nên mình chia sẻ phần này cho nó rõ ràng rồi nó rốt ráo cụ thể. Đó là phần cái biết của anh. Anh nói bằng tâm pháp cho anh, không có lấy kinh pháp cho nói chuyện, anh nói bằng tâm pháp. Cái tâm anh nghĩ sao anh nói vậy. Đó, trời, em mới hỏi gì thêm nữa thì anh chia sẻ thêm. À, cũng cảm ơn anh Ba đã chia sẻ rất nhiều à, vì anh Ba có cái lời nào để mình chúc cho cộng đồng cô bác không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin cô bác, anh em huynh đệ Phật tử gần xa trong nước và ngoài nước, mình hôm nay mình cũng chia sẻ một cái clip này cho nó hơi nó tận tường, nó rõ ràng một chút. Nó vì mấy em nó hỏi. Bây giờ mình cũng xin tạm ngừng cái clip hôm nay. Xin anh em Phật tử gần xa mà giờ lỡ lời có nói câu nào mà xúc phạm đến anh em hay là có sai điều gì thì nhờ anh em huynh đệ Phật tử gần xa cũng quan hỷ và đồng cảm, đồng thông cảm cho. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng sắp tới cái rằm tháng 7 rồi á, thì ngày xưa kia Đại Hiếu Mục Kiền Liên cũng vì cái chữ hiếu mà cứu được cha mẹ mình dưới địa ngục lên cõi trời, đúng không anh Ba? Đúng rồi. Thì thầy cũng hoài bảo chúng ta là ráng tu đắc đạo, cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ, đến cảnh tiên ngõ đáp ơn rài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì nếu mà video này có bao nhiêu cái công đức phước lành nữa thì con cũng xin nguyện trang nghiêm cõi Phật tịnh độ và hồi hướng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và cũng qua cái clip này á, thì tất cả cô bác gần xa nếu như mà thấy có hữu ích thì cho con xin một like và để lại con một bình luận, và đồng thời đăng ký kênh để cho con có tinh thần và động lực. Và thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật.